Xin chào các bạn. Đăng Phương Auto hôm nay xin giới thiệu bộ lên kính xuống kính dành cho xe Honda City và một số dòng xe khác. Trên tay mình là bộ lên kính xuống kính thương hiệu Kinh Auto. Sản phẩm này có chức năng là tự động cụp gương khi ra khỏi xe bấm khóa cửa và lên kính. Bây giờ mình sẽ xin phép được mở hộp bộ sản phẩm lên kính xuống kính và cụp gương này như thế nào và tính năng hoạt động nó như thế nào. Đây là bộ cụp gương lên kính xuống kính của Honda City. Đây là mũ điều khiển, đây là sản phẩm cắm jack. Sản phẩm này có hoạt động, tính năng hoạt động như thế nào? Đó là khi ra khỏi xe mà bốn kính cửa đang nằm ở vị trí mở hoặc hé thì ngay lập tức có tín hiệu khóa cửa thì toàn bộ kính sẽ đông đi lên và gương sẽ tự động cụp lại. Nó sẽ phòng chống cho quý khách những vấn đề gì? Đó là khi quý khách đang đi đường mà chúng ta hé kính để cho không khí trong xe được thoáng mát hơn, đấy là lấy khí ngoài. Hoặc cảm thấy ngột ngạt thì chúng ta cho hé kính. Tuy nhiên thì khi ra khỏi xe, đại đa số là bác tài quên không lên kính, khi đấy dẫn trường hợp là nước mưa sẽ đi vào, côn trùng vào, thậm chí là mất xe. Do vậy Đăng Phương Auto phát triển sản phẩm này có tính năng đấy là ra khỏi xe tự động bấm khóa cửa thì ngay lập tức tự động các kính được đóng lại và gương cụp lại, phòng chống được cả cái việc bị va quẹt làm cho gương bị gãy vỡ, rất là lãng phí tiền. Ngoài ra thì trong trường hợp thời tiết mùa hè nóng nực, chúng ta có thể điều khiển xuống kính. Chúng ta có thể thực hiện thao tác bấm mở khóa mở thì ngay lập tức kính được điều khiển đi xuống, đúng không ạ? Cho thoáng xe. Và sau đấy bấm khóa cửa lần thứ hai thì kính này đã tự động đóng lại. Đang đi trên đường mà chúng ta muốn cho kính xuống, chúng ta chỉ cần bấm một chạm thì ngay lập tức là kính nó sẽ đi xuống. Bấm một chạm lên thì kính đấy sẽ đi lên, đúng không ạ? Ngoài ra thì bộ lên kính chống kính của Honda City hiện tại bây giờ chúng tôi có cả bản chống kẹt. Trong trường hợp kính đang đi lên mà chúng ta thò tay vào với một lực vừa phải thì kính sẽ dừng lại. Ở tất cả các vị trí trên phía lái hoặc ghế phụ đều có chức năng đấy là một chạm lên và một chạm xuống. Đây là những cái ưu điểm nổi bật của bộ lên kính chống kính thương hiệu Kinh Auto được phân phối bởi Đăng Phương Auto. Quý khách có thể đặt hàng trên website kênhshopauto.vn hoặc truy cập vào Facebook Đăng Phương Auto thì ngay lập tức chúng tôi sẽ tư vấn và giao hàng đến tận nơi cho quý khách. Trong trường hợp cần lắp đặt hỗ trợ thì chúng tôi có thể lắp đặt hỗ trợ từ xa. Các đại lý có thể liên hệ với Đăng Phương Auto để được phân phối sản phẩm này trên toàn quốc. Xin cảm ơn.